Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết thì mỗi khi đi mua điện thoại chúng ta thường rất là lăn tăn nhiều vấn đề lắm. Chúng ta lăn tăn xem là cái sản phẩm đó nó có dễ dàng sửa chữa hay không, lăn tăn xem việc là hiệu năng của nó có đủ dùng hay không, camera của nó có đẹp hay không, rồi là rất nhiều các yếu tố khác, màn hình của nó có ok hay không, rất nhiều những thứ mà chúng ta lăn tăn. Đấy. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn top khoảng 8 chiếc điện thoại mà khi chúng ta mua chúng ta ít sự lăn tăn nhất. Đấy, hoặc là có thể có một số những sản phẩm mà chẳng cần lăn tăn gì. Thấy giá như này là gần như không có đối thủ ở trong tầm giá rồi thì còn lăn tăn cái gì nữa, đúng không nào? Đấy thì top 8 chiếc điện thoại đó là gì? Chúng ta sẽ cùng điểm danh. Sản phẩm đầu tiên mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn là một sản phẩm hàng chính hãng, đó chính là Vsmart Leaf. Gần như sản phẩm này sẽ không có đối thủ ở trong tầm giá. Với phiên bản RAM 4 bộ nhớ trong 64GB hàng chính hãng đang được bán tại ClickBuy với mức giá là 3.490.000 đồng. Và nếu mà các bạn lựa chọn mua phiên bản RAM 6GB thì sẽ là 3.790.000. Đấy, nhưng mà đối với cá nhân mình nghĩ là không nên thêm 300.000 nữa để lên phiên bản RAM 6GB. Bởi vì RAM 6 nhưng mà bộ nhớ trong thì vẫn giữ nguyên là 64. Kể mà bộ nhớ trong mà nó lên 128 cơ thì chắc chắn 100% với mức giá 300.000 đó thì mình sẽ lên hẳn phiên bản RAM 6. Chứ còn mình nghĩ là với chip 660 thì RAM 4 là đủ rồi, không lên RAM 6 đâu. À quên, xin lỗi, chip 675, cái chip 675 thì kể cả chip 675 đi chăng nữa thì cũng chỉ là RAM 4 là đủ rồi, không lên đến RAM 6 đâu, nó phí tiền ra. Đấy. Đối với cả con Vsmart Leaf thì mình thấy là như này này. Đầu tiên ý là sản phẩm này là một sản phẩm có thiết kế mình đánh giá là tương đối ổn, đặc biệt là phía mặt trước không bị khuyết tật và viền làm khá mỏng. Màn hình cũng được Full HD cộng. Hiệu năng thì là tốt nhất ở trong tầm giá với RAM 4 bộ trong 64 và con chip 675. Ở trong cái tầm giá này chúng ta sẽ lựa chọn được Redmi Note 7, nhưng mà Redmi Note 7 chỉ là phiên bản RAM 3 bộ nhớ trong 32 thôi. Và cái con chip của nó cũng chỉ là chip 660 thôi. 660 nó còn kém 665, 665 lại còn kém 675. Đấy, như vậy là Vsmart Leaf là gần như là không có đối thủ nào trong cái tầm giá đó. Đấy, tiếp tục nữa nào. Camera thì nó cũng có bộ 3 camera ở phía sau rất là đa dụng. Mặc dù là camera chính và camera xóa không của nó thì không thể bằng được Redmi Note 7. Đấy, nhưng mà cơ bản là nó có camera góc rộng. Đấy. Camera selfie của nó thì khá là ngon đấy. Pin thì cũng trâu như là Redmi Note 7, cũng là 4000 mAh. Nhưng con Vsmart Leaf là con mà nó có luôn cả sạc nhanh đi kèm. Đấy, còn Redmi Note 7 mặc dù có hỗ trợ sạc nhanh nhưng sạc đi kèm lại chỉ là sạc 10W mà thôi. Nó sẽ kém so với là sạc 18W của con Vsmart Leaf. Và các bạn cũng biết là một cái sạc 18W bây giờ bên ngoài bán phải vài trăm nghìn rồi. Đấy, nên là cái giá trị là giá trị cũng nằm ở cái phụ kiện nữa. Nên là rõ ràng là với tầm giá 3.490.000 là mua Vsmart Leaf bây giờ mình nghĩ là cũng không có gì để lăn tăn cả đâu. Nó cũng là cái cuối chu kỳ vòng đời rồi. Nó cũng mặc dù mới ra có vài tháng thôi nhưng mà như mình được biết một số những thông tin từ tập đoàn Vingroup thì nhiều khả năng là họ sẽ ra mắt những sản phẩm mới thay thế cho Vsmart Leaf vào đầu năm sau, cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Đấy, nên lần này là họ có thể là sạc kho lần cuối đấy. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn mà chúng ta cũng không cần phải quá lăn tăn đâu, đấy chính là Realme Q. Hiện tại thì Realme Q mức giá cho cái phiên bản màu rẻ nhất là màu light blue ấy. Đấy, cái màu mà nó hơi ngả ánh tím mà admin Kha cũng đã mua về dành tặng cho bố ấy, thì mức giá là 3.690.000. Với mức giá này thì thực sự là Realme Q cũng không có đối thủ ở trong tầm giá luôn. Chúng ta sẽ có như thế nào? Chúng ta sẽ có một sản phẩm với một thiết kế nó tương đối là bắt mắt, phía sau với những đường cắt nhìn khá là đẹp. Đó, màn hình thì cũng được là màn hình là Full HD cộng. Hiệu năng thì là tốt nhất ở trong tầm giá, không có con nào tốt hơn nó với con chip Snapdragon 712. Đấy, RAM 4 bộ nhớ trong là 64, không con nào tốt nhất, không con nào tốt hơn nó trong phân khúc hàng mới cả. Nó có 4 camera phía sau. Pin thì vẫn rất là trâu, 4000 mAh, và có hỗ trợ cả sạc nhanh, có cổng USB Type-C. Đấy, và đấy là tất cả những cái điểm mà mình nghĩ là Realme Q gần như là hoàn hảo trong cái tầm giá này rồi. Có chăng chúng ta bới lông tìm vết ra, chúng ta nói rằng là ở sản phẩm này thiết kế bằng nhựa thì đấy là cái điểm mà chúng ta chê, hoặc là sử dụng ColorOS thì có thể là nó không được hỗ trợ lâu dài đấy, nhưng mà rõ ràng với những gì mà nó thể hiện thì đây là sản phẩm rất đáng mua. Camera của nó là ngon nhất ở trong tầm giá, thậm chí là camera của nó còn ngon hơn cả những sản phẩm đắt hơn nó khoảng tiền triệu. Ví dụ như nó còn ngon hơn cả camera của Redmi Note 8 với cả Redmi Note 8 Pro cơ. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro chúng ta mua về để làm gì? Chúng ta mua về sẽ là một sản phẩm chủ yếu là để chơi game ở trong tầm giá này. Trong tầm giá hàng mới 4.590.000, không có sản phẩm nào có thể chơi game được tốt hơn là Redmi Note 8 Pro. Đây là sản phẩm chơi game tốt nhất với con chip Helio G90T. Con chip này thì có thể bật được max setting ở trên PUBG với Liên Quân. Đấy, nhưng mà mình cũng khuyên các bạn là không nên bật max setting bởi vì chơi nó sẽ rất là nóng. Còn nếu chúng ta để ở mức độ đồ họa trung bình thì nó sẽ chơi game tốt hơn là chip Snapdragon 730.
và Redmi Note 8 Pro là một dòng tốt nhất ở trong tầm giá nếu như bạn lựa chọn để chơi game với phân khúc hàng mới. Redmi Note 8 Pro sẽ có một số những điểm nổi bật, ví dụ như là thiết kế bằng kính ở phía sau này, màn hình thì là Full HD cộng và là mảnh giọt nước và viền của nó thì cũng đã làm mỏng hơn Redmi Note 7 rất là nhiều. Đấy, hiệu năng thì là tốt nhất rồi, không cần bàn tới rồi. RAM của nó tối thiểu cũng đã là 6GB rồi. Đấy, bộ nhớ xong là 64GB, chip Helio G90T. Camera của nó thì có tới tận là 4 camera ở phía sau cơ. Đấy, trong đó thì có một camera lên tới là 64MP, nhưng mà thực ra là camera 64 này cũng ở mức độ bình thường thôi. Camera phụ của nó thì cũng khá đẹp, là 20MP, màn hình thì cũng đủ lớn, 6,53 inch, độ phân giải là Full HD+. Đó, rồi là pin, pin lại là cái điểm lợi thế của dòng này khi nó có viên pin khá lớn, 4500mAh, có hỗ trợ cả sạc nhanh nữa. Thì thực sự là mua Redmi Note 8 Pro cũng không phải lăn tăn nhiều, cũng chạy MIUI, cũng được hỗ trợ lâu dài, 2 SIM, 2 sóng, tất cả mọi thứ. Thì có chăng là cái cho lăn tăn đấy là cái khung viền, nó là khung viền kim loại thôi. Và lăn tăn là cái là con này chạy chip MediaTek thì không biết là dùng về lâu về dài nó như nào. Đấy, chứ còn nếu chúng ta lăn tăn chip MediaTek thì chúng ta nên cố lên khoảng 500.000 nữa là chúng ta đã có con Realme X2 với chip Snapdragon 730G luôn. Và cũng không có sở nào trong cái tầm giá này là có con chip mạnh hơn là Realme X2 đâu. Đấy, nên là mình nghĩ là mua Realme X2 bây giờ thì cũng không phải lăn tăn gì cả. Realme X2 sẽ có một số những điểm nổi bật, ví dụ như là nó sẽ có một cái thiết kế mình đánh giá là cũng tương đối bóng bẩy, đẹp mắt. Màn hình thì là Full HD cộng. Hiệu năng thì tốt nhất ở trong tầm giá thôi. Màn hình của con Realme X2 này thì thậm chí là còn có cả vân tay bên trong màn hình nữa cơ. Đấy, hiệu năng thì nó tốt nhất trong tầm giá thôi, với chip 730G. Camera thì cũng là tốt nhất ở trong tầm giá luôn, 4 camera sau, và camera sau của nó là 64MP. Thậm chí là camera sau của nó với 4 camera này nó còn ngon hơn là camera của Redmi K20 với K20 Pro cơ. Pin thì là 4000mAh và đặc biệt là con này có sạc nhanh 30W. Đấy, đấy chính là ưu điểm của nó. Có chăng những cái mình ta lan tăn đấy là ColorOS có được hỗ trợ lâu dài không, nhưng mà với những cái gì mà nó thể hiện như này thì quá đáng để chúng ta bỏ tiền ra để mua với mức giá là khoảng 5.090.000 đồng tại ClickBuy rồi. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Redmi K20. K20 thì cũng thực ra cũng chẳng có gì điểm gì lăn tăn cả đâu. Đấy, thì K20 nó sẽ giải quyết vấn đề lăn tăn của chúng ta về cái con Realme X2. Khi mà Realme X2 là có ColorOS thì sang K20 thì nó sẽ có MIUI. Đấy, thì với mức giá là 5.190.000 thì chúng ta sẽ được một sản phẩm thiết kế kính kim loại này. Màn hình thì cũng không phải lăn tăn khi mà nó có camera thọt hụt, có vân tay bên trong màn hình. Đấy, hiệu năng thì với chip 730 nó kém 730G một tí. Đấy, nhưng RAM thì cũng là 6, bộ nhớ trong cũng là 64GB. Đấy, rồi là camera cũng đủ đẹp, mặc dù không bằng Realme X2 nhưng mà camera cũng thuộc dạng đủ đẹp rồi. Đấy, nó chỉ kém so với cả K20 Pro mỗi một tí thì bởi việc là nó không thể quay video được với 60 khung trên giây thôi. Quay video 4K 60 khung trên giây thôi. Đấy, pin thì cũng là 4000mAh, cũng có hỗ trợ sạc nhanh, tất cả mọi thứ. Và thiết kế thực sự là rất đẹp. Đấy, thì K20 cũng là một cái sản đáng để cho chúng ta cân nhắc. Còn nếu mà chúng ta muốn một sản ph�m mà nó có cái hiệu năng tốt hơn so với cả Realme X2 cũng như là Redmi K20 và chúng ta cũng chỉ phải bỏ thêm một vài trăm nghìn nữa thì chúng ta có thể nghiên cứu sang Xiaomi Mi 8. Đấy, Xiaomi Mi 8 thì với cái mức giá nó loanh quanh tầm khoảng dưới 5 triệu rưỡi bây giờ thì thực sự là cũng là một cái để chúng ta có thể phân vân đấy. Xiaomi Mi 8 thì sẽ có những điểm gì đặc biệt là nổi bật nhất, đó là chip 845, RAM 6, bộ nhớ trong là 64. Đấy, rồi là nó chắc chắn là sẽ có MIUI rồi. Đấy, màn hình thì cũng được Full HD cộng, camera cũng ở mức độ đủ đẹp. Đấy, pin thì là 3400 thì cũng ở mức độ đủ dùng. Đặc biệt là với con chip 845 thì đây là dòng nổi bật nhất ở trong cái tầm giá này. Đấy, pin thì là 3400, cũng có sạc nhanh nữa thì cũng không có gì phải lăn tăn cả. Đấy, có chăng ấy là chúng ta nghĩ rằng là sản này nó là một cái sản đời cũ thôi, nhưng mà cơ bản là nó mua hàng tại ClickBuy thì bạn mua hàng mới tinh mà, cũng là phải lo lắng cái gì đâu. Đấy, hoặc là các bạn lăn tăn là cái tai thỏ, nhưng mà đến tận iPhone bây giờ, iPhone 11, 11 Pro Max bây giờ vẫn là tai thỏ cơ mà. Thì cái tai thỏ này mình nghĩ cũng không phải là cái điều gì đấy nó quá là kinh khủng khi chúng ta mua điện thoại cả. Đấy, thì Xiaomi Mi 8 cũng là một cái sản đáng để lựa chọn. Đấy, đặc biệt là về khoản chơi game. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Redmi K20 Pro. Phiên bản K20 Pro phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 64 thì ngày trước là ClickBuy bán tầm khoảng 6 triệu rưỡi thôi, nhưng mà bây giờ mình không hiểu tại sao search ở trên website của ClickBuy thì lại không thấy cái phiên bản 6 triệu rưỡi đấy đâu nữa, mà lại chỉ còn cái phiên bản RAM 6 bộ trong 128. Đấy, thì RAM 6 bộ trong 128 bây giờ nó đang loanh quanh tầm khoảng trên dưới 7 triệu rưỡi thì các bạn cũng có thể tham khảo qua, nhưng mà với cá nhân mình thì sẽ không mua phiên bản 128 bởi vì đắt quá. Đắt hơn đến tiền triệu mà thêm có 64GB bộ trong thì mình sẽ không. Thì nếu ClickBuy không bán, các bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo các cửa hàng khác, cửa hàng nào mà họ bán phiên bản RAM 6 bộ trong 64 tầm khoảng 6.5 là chúng ta mua được rồi. Thì cũng không cần phải lăn tăn gì về K20 Pro cả. Thiết kế kính kim loại cách phối màu rất đẹp, màn hình không bị khuyết tật, Full HD+, đấy, và thiết kế tràn viền.
hiệu năng thì là tốt nhất ở trong tầm giá với chip 855, và đây là dòng chạy chip 855 gần như là rẻ nhất rồi. Rồi là chúng ta cũng sẽ có camera rất là đẹp, có cảm biến vân tay bên trong màn hình, rồi là chúng ta có thời lượng pin đủ trâu đấy. Tại sao mình không đưa Meizu 16T vào đây? Bởi vì là Meizu 16T có một số những điểm mà chúng ta cần phải lăn tăn, ví dụ như là thiết kế bằng nhựa này, hay là Meizu 16T ở trong cái tầm giá này nó lại có camera không đẹp bằng con Kaimei Pro đấy, và nó lại chạy Flyme OS thì mình không thân thiện lắm với cả cái Flyme OS này đấy, nên là thành ra là mình nghiêng sang Redmi Kaimei Pro nhiều hơn đó. Thì đây, mua Redmi Kaimei Pro thì mình nghĩ chắc không phải cần phải lăn tăn cái gì đâu. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Redmi X2 Pro. Redmi X2 Pro thì là con chip 855 Plus rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ rồi. Thiết kế thì cũng được kính nhờ kim loại, màn hình thì cũng được Full HD cộng, hiệu năng thì là tốt nhất ở trong tầm giá, camera cũng là ngon nhất ở trong tầm giá với bộ 4 camera phía sau, trong đó có một camera lên tới là 64 megapixel camera chính đấy. Pin cũng là 4000 mAh, và đặc biệt là cái sạc của nó là sạc siêu nhanh 50W, và bên mình đã có bài test sạc của nó rồi, chỉ trong vòng 30 phút là đầy pin rồi, thì các bạn phải biết là nó kinh khủng như thế nào. Thì con này với mức giá là tầm 9 triệu là cũng không có đối thủ ở trong tầm giá luôn. Đấy, ngày trước ấy, thời gian đầu lúc nó mới về nó là 8 triệu rưỡi cơ. Đấy, nhưng mà vì sản phẩm này nó quá hot và nó rất khan hàng, nên là bây giờ giá nó thậm chí còn tăng lên 500.000 và đến 8 triệu 990, rồi gần 9 triệu rồi. Và một cái sản phẩm cuối cùng mà mình nghĩ là cũng không có quá nhiều điểm phải lăn tăn, tất nhiên chúng ta cũng sẽ có điểm lăn tăn rồi, nhưng cũng không phải quá nhiều là điểm lăn tăn, đấy là Samsung Galaxy Note 10 Plus phiên bản Mỹ, hàng mới tinh nhưng mà không có hộp. Các bạn biết là hàng xách tay mà, máy sẽ về trước, hộp về sau, có những lúc hộp mà không về được. Còn các bạn biết rồi đấy, hàng xách tay mà về cả máy cả hộp thì chắc chắn sẽ bị đánh thuế đấy. Mình nói thế là các bạn sẽ hiểu được. Thì đối với là Samsung Galaxy Note 10 Plus thì với mức giá là tầm khoảng trên dưới 15 triệu. À đâu, dưới 15 triệu chứ, 14 triệu 990 cho tất cả các màu sắc tại ClickBuy bây giờ, thì sản phẩm này là một sản phẩm gần như không có đối thủ ở trong tầm giá nữa. Đấy, sản phẩm này thì sẽ kém hàng chính hãng gần chục triệu, gần 10 triệu với khoảng cách với hàng chính hãng. Tất nhiên, chúng ta phải đánh đổi cái gì? Chúng ta phải đánh đổi khi mà Note 10 Plus Mỹ nó chỉ có một SIM mà thôi. Chúng ta sẽ phải đánh đổi khi mà Note 10 Plus Mỹ sóng sánh chưa chắc đã bằng hàng chính hãng. Đấy, nhưng cái được ở đây là gì? Được ở đây thì chúng ta sẽ được một sản phẩm chạy con chip Snapdragon 855 mà mình đánh giá là vẫn ngon hơn con chip Exynos 9825, mặc dù lấy Exynos 9825 là một con chip đã cải tiến rồi. Đấy, thì các bạn sẽ được một sản phẩm hiệu năng cực kỳ tuyệt vời. Admin Kha đã có bài test game Note 10 Plus rồi và gần như không có điểm gì để chê về sản phẩm này khi mà chơi game cả. Thì Note 10 Plus thì mình nghĩ là cũng không có đối thủ ở trong tầm giá đâu. Nếu mà trong tầm giá này các bạn lựa chọn là gì? Chắc là lựa chọn là iPhone 10, đúng nào? Thiết kế Note 10 Plus hơn, màn hình Note 10 Plus cũng hơn iPhone 10, hơn là cái chắc, hiệu năng cũng tốt hơn, bởi vì đây là sản phẩm chạy chip 855 cơ mà. Chip Exynos thì chúng ta còn lăn tăn, chip 855 thì chắc là ngon hơn là hiệu năng của iPhone 10 rồi. Camera cũng ngon hơn iPhone 10, thời lượng pin cũng trâu hơn, thậm chí trâu hơn nhiều. Sạc là sạc nhanh hơn luôn, thậm chí là sạc của nó chỉ 60 phút là đầy pin rồi. Pin tốt hơn, có công nghệ âm thanh Dolby Atmos mode, đấy, có cây bút, rồi vân 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 vân, tất cả mọi thứ. Thì mình nghĩ là Samsung Galaxy Note 10 Plus, đặc biệt với mức giá quá rẻ như này, kém hàng chính hãng đến 10 triệu thì không có gì phải lăn tăn cả. So sánh nó sang với các cái đối thủ ở trong tầm giá, đặc biệt là đến đối thủ từ Apple, thì chúng ta mua được những sản phẩm nào, thậm chí là còn kém iPhone 11 hàng quốc tế đến tận 5 triệu cơ, đúng nào? Đấy, kém, và nó chỉ bằng một nửa giá, chưa chắc đã bằng một nửa giá của iPhone 11 Pro Max bây giờ. Đấy, thì Galaxy Note 10 Plus rõ ràng với mức giá 15 triệu là một sự lựa chọn hợp lý chứ, 14.990. Đấy, và trên đây là top 8 chiếc điện thoại mình nghĩ là tương đối là hấp dẫn. Các bạn cảm thấy sao? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.